nộp đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn. Nếu quý vị qua Mỹ theo diện vợ chồng hoặc Fancy, quý vị sẽ được cấp thẻ xanh 2 năm nếu như hôn nhân của quý vị dưới 2 năm. Thẻ xanh 2 năm là thẻ xanh có điều kiện, có nghĩa rằng trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn 90 ngày, quý vị phải xin chuyển đổi thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm. Quý vị phải nộp đơn y 751 cho sở di trú để xin đổi thẻ xanh và phải kèm theo những bằng chứng để chứng minh rằng hôn nhân hiện tại của quý vị là hôn nhân thật sự và hai người đang sống chung với nhau. Giấy tờ cần thiết để nộp đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn đơn y 751 giấy hung thú copy thẻ xanh 2 năm biêu điện nước ga hoặc điện thoại, giấy tờ bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhân thọ, giấy khai sinh con chung của hai người nếu có, giấy khai thuế chung của hai người trong vòng 2 năm qua, giấy hợp đồng thuê nhà chung, ngân hàng chung của hai người, tất cả những tài sản đứng tên chung của hai người, lệ phí nộp đơn cho trợ di trú Mỹ là 590 đô, có thể xin miễn cho người thu nhập thấp để được tư vấn miễn phí xin vui lòng gọi. Văn phòng Nam Cali 877 di trú Mỹ hoặc 877 348 7869, văn phòng tại San Jose